khoảng hơn 3 năm trước anh đã đầu tư vào một thương hiệu thời trang. Các bạn ấy thì họ đã đầu tư vào, nhưng chị là cái người đã vận hành. Nếu mà bạn hết tiền, tôi sẵn sàng bỏ thêm tiền. Là em phải cần nhiều tiền hơn nữa để mà build được một thương hiệu thực sự. Cái túi phải sâu. Nếu mà nói về những cái túi sâu thì quỹ đầu tư của chị là cũng có khá sâu. Chị Linh rất trẻ bận, còn anh thì thực ra thời gian của anh là dành cho startup. Tất cả bạn ấy nói là chị cũng có thể có. Chờ một chút. Dạ vâng. Anh đang tính toán. Chị không cần tính, chị biết chị muốn đầu tư vào hai em là chị nói liền. Bây giờ thời trang và công nghệ là phải đi với nhau. Hình như hai bạn đang mô tả chị. Anh ủng hộ chị Linh. Chính vì thế anh và anh Louis cộng lại hai sức mạnh. Thiên về hướng là chúng ta sẽ phải rèn luyện nhiều. Luôn luôn tôi cho rằng lãnh đạo rèn luyện, chứ không có nhóm lãnh đạo, món O, A, món B gì đó thôi. Tôi cũng phải đặt vấn đề nữa là phải rèn luyện, nhưng mà rèn luyện như thế nào? Rèn luyện thì mình phải vào mỗi ngày, chứ không phải là đến lúc mình cần lãnh đạo mình mới đi rèn luyện, thì nó không phải là đâu đối phó rồi. Nhưng mà mình phải mỗi ngày.